lọc LG 7700. Nhìn thức cực kỳ đẹp luôn. Đây là các chế độ nhớ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 chế độ nhớ. Đây nút memory này. Nút memory, ấn vào đây hiện chữ memory là nút nhớ. Giả sử mình ấn vào số 1, xong vào khuôn khuôn nhạc, chỉnh xong, ấn memory, ấn lại số 1 là lưu lại. Đây là các giải tần số. Đây là phải này, đây là trái này, trái phải. Còn đây là nút lên xuống. Lên xuống. Giả sử vào tần số 16 là âm tép, cho giảm tép xuống này. Đấy, lên. Đây là tắt mở lọc, equal on, equal off. Đây là đường vào âm thanh, line hoặc tape. Đây là kiểu nháy. Hai cái này là kiểu nháy. Đấy, cơ bản là 4 nút này. Còn nút này mình không dùng đến nút flat. Lọc LG Hàn Quốc cực kỳ đẹp luôn, Lotte.